ăn khỏi ha. Thì bây giờ nhờ Huệ á, chia sẻ là thời gian qua mới có 3 tuần thôi, Huệ uống và Huệ đã đạt được những gì, Huệ chia sẻ giúp mọi người nha. Xin chào mọi người. Mình tên Huệ. Thì khoảng mình bị khối u ở ngực là năm 2000, khi mà mình phát hiện ra là năm 2014. Lúc đó là mọi người có nghe rõ không? Mọi người nghe rõ nghe, không? Nghe Huệ nói rõ không? Ai nói rõ, ai nghe rõ thì nói comment rõ giùm mình vậy ha. Không thì Huệ nói lớn lên chút đi, chị thấy chị nghe. Mọi người nghe rõ không ạ? Chào Thảo Nguyên, nghe rõ rồi, cảm ơn Huy Vi. Rồi, cảm ơn bạn. Thì khi mà Huệ bị khối u á, thì lúc đó phát hiện ra là năm 2014. Thì lúc đó là nói chung là khi mà đối diện với bệnh á, là tinh thần của mình suy sụp lắm. Thì bác sĩ có nói là khi nào mà đợi cái khối u của mình nó to lên thì mới cắt, rồi bảo là cứ uống thuốc. Nhưng mà sau thời gian đó Huệ uống thuốc khoảng cũng hơn một tháng, thấy nó nóng quá, thấy thuốc nóng quá, khó chịu quá, không uống nữa. Với lại trong thời gian đó là mình phát hiện mình đã đang mang thai, cho nên là không có sử dụng thuốc nữa. Cho đến khi mà mình sanh con xong là năm 2015 mình mới đi khám trở lại, thì khối u bắt đầu đã phát triển. Nó phát triển kích thước là 12 nhân cho 14 cm. Không, 12 nhân 14 mm. Xin lỗi. Khi đó là nó to hơn so với cái lúc đầu. Thì lúc đó về là suy sụp tinh thần dữ lắm. Rồi sau đó thêm lại ở cổ nữa, ở cổ lại nổi thêm một cái mục to, cũng như to hơn ở ngực. Nó rất là nhanh các bạn. Khi mà sờ vào nó to, nó nổi mà nó u cái lớp da cổ của mình luôn. Nè các bạn nhìn nè. Cái cổ của mình nè, là lúc trước là chỗ này nè. Nó u to lên, nó to, nó dung trùng cái lớp da lên như thế này nè. Nhưng mà sau đó nhờ đi học rồi được có duyên gặp rồi được chị. Rồi chị mới bảo là thôi em thử dùng sáp rong đi. Rồi nó uống nó cũng mát. Rồi đỡ hơn là uống thuốc tây. Thì đúng là uống thuốc tây rất là nóng các bạn. Nó nóng đến nỗi mà khô da mặt của mình mới lớn lên một xíu. Da mặt lúc của mình á, lúc đó là nó khô, nó nhăn, nó khô là mình cảm giác là nó thiếu sức sống luôn á các bạn. Rồi cái sau đó mình mới ngưng, mình bỏ thuốc tây luôn. Mình liều đại, bỏ thuốc tây luôn, rồi mình kiên trì uống sáp rong nè. Rồi uống khoảng chừng 2 tuần là bắt đầu mình cảm thấy cơ thể mình nó giống như là nó mát lại, rồi thêm cái ở cổ của mình nó không còn bị nhức nữa. Rồi sau thời gian sử dụng được khoảng chừng gần 3 tuần thì khi đó mình mới sờ ở ngực, là cái khối u ở trên ngực của mình á, mình sờ xong ủa sao nó đâu rồi. mình mò dữ lắm đó, mình mò dữ lắm, mò cũng hơi lâu đó. Mò dữ lắm hơi lâu á mà còn vẫn không mò được các bạn. Cái mình nói trời ơi hiệu quả quá. Rồi sau chị mình mới điện cho chị, mình mới nói chị ơi, hôm nay là tuần thứ 3 rồi, em uống được 3 tuần rồi. Cảm thấy cơ thể của em nó mát rồi, ở trên cổ của em nè. Rồi em sờ là nó nhỏ lại, còn ở dưới ngực thì em sờ hoài mà không thấy cái khối u đâu hết. Mừng quá trời. Mừng như lụm được vàng vậy các bạn. Tại vì mình khi mà mình bệnh á, mình đối diện với cái bệnh của mình á, mình cảm thấy suy sụp lắm. Rồi thấy nói chung là tinh thần mình nó không có còn muốn làm gì hết trơn á. Tối ngày cứ suy nghĩ tới bệnh rồi không có tinh thần làm việc nữa. Rồi sau khi mà uống cảm thấy nó có hiệu quả quá.
rồi xong rồi mình hôm nay mình lặn lội từ dưới Trà Vinh lên tới đây để lấy về để uống tiếp đó các bạn. Bạn ở Trà Vinh lận nha. Ở tận Trà Vinh đó, lên cũng 100+ cây đó. À, đáng lẽ ngày mai là đi khám nè, nhưng mà với Di hả? Với Vi. Thế Di. Thế Di ơi, mình định ngày mai mình mới đi khám, nhưng mà lý do là gia đình mình có bận chuyện đột xuất, cho nên khi mà lên đây lấy hàng rồi mình không thể ở lại tới ngày thứ hai ngày mai được. Cho nên tới ngày chắc khoảng có lẽ là khoảng tuần sau á mình mới lên trung tâm ung bú để làm kiểm tra tổng quát hết lại. Khi nào mà có kết quả mình đợi sẽ đợi tin vui. Mình sẽ đăng lên để khoe với các bạn nha. Nếu mà các bạn nào mà có người thân hoặc là bạn bè gì đó có trường hợp giống như mình á thì các bạn hãy yên tâm và giới thiệu cho họ để họ sử dụng để được khỏi bệnh giống như mình. Thật sự khi mà biết đến sản phẩm này lúc đầu á mình cũng còn do dự lắm, tại vì nhiều sản phẩm nó ra từ lưa hết trơn à, mình cũng không dám nắm chắc kết quả nữa, nhưng mà thôi kệ, còn cái hy vọng nào thì cứ thử hy vọng đó, sao mà được được hơn sao bà được gặp được cái sản phẩm này. Ứng liều lượng như thế nào các em đối với Huệ á, thì do huyết áp của Huệ là thuộc huyết áp thấp, cho nên á, mỗi lần uống á, mỗi lần mà Huệ pha đó, Huệ chỉ pha có 5 sợi thôi, mỗi lần uống á, Huệ pha có 5 sợi thôi mà uống trong ngày luôn, một cái bình thủy đó, vậy đó, cái Huệ đổ nước vào rồi nước nóng vào rồi bỏ cho 5 tới 7 sợi. Rồi sau đó mình dùng nguyên ngày, dùng giống như nước bình thường của mình vậy, uống vậy các bạn. Ở đây là hai chị em đang ở địa chỉ showroom của Tây Á là 177 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận ha bạn Trúc Nguyên. Thì Huệ á, là mua có 1 gam, mua có 1 gam mà lấy nửa gam cho em rồi đó. Nửa gam cho em gái xài rồi, xài có nửa gam thôi đó. Mới có nửa gam thôi mà có tin vui rồi đó. Lúc đầu lấy có 1 gram mà đi về cái thấy em gái nó cũng đang sợ, nó cũng nó mệt mỏi vậy đó, rồi mình mới chiếc mừng nữa cho em gái xài, rồi còn lại rồi mình xài nên đến nay hết rồi, mình phải lên đây để lấy đồ về để lấy sáp rong về uống tiếp. Hỏi bao nhiêu nước thì một bình thủy chắc lít mấy hả? Một bình thủy là 1 lít mấy. 5 đến 7 sợi thì bạn có thể pha trong một cái bình thủy, bạn một bình thủy chắc 2 lít nước cũng được. Tại vì mình do huyết áp của mình là thuộc dạng huyết áp thấp cho nên mình uống với liều lượng nhỏ. Nói chung là tùy theo, nếu mà bạn 5 sợi đó mà bạn có thể pha 1 lít hoặc là 2 lít tùy bạn uống. Tại vì là do là Huệ huyết áp thấp cho nên Huệ mới uống pha lỏng ra thôi. Uống nước nóng hoặc nước lạnh gì cũng được. Ví dụ như bạn nước pha thì pha nước nóng thì bạn để bạn cứ để cho nó ấm lại, hoặc là để nó nguội luôn cũng không sao, uống vẫn được bạn. Không sao, uống rất là ngon, thơm lắm. Khi mà bạn mở sản phẩm ra nó có cái mùi mật ong gì, mật của nhị hoa đó, thơm dữ lắm. Trần Ngân dễ uống lắm. Trần Ngân hỏi uống trong bao lâu hết nữa. Bạn mới uống được gần 3 tuần, hơn 2 tuần thôi, gần 3 tuần á. Hơn 3 tuần là mà hơn 2 tuần là bắt đầu có tác dụng rồi bạn. Rồi đến hôm nay là sợ không còn thấy nữa. Đến đợi tuần sau là mình sẽ lên trung tâm ung bú để làm xét nghiệm và siêu âm lại hết. Rồi mọi người chờ xe giùm nha. Mình cảm ơn Trinh Trinh nha. Xe livestream để mọi người biết là sắp tới sẽ có một chương trình tài trợ điều trị miễn phí cho các bệnh nhân ung thư ha. Thì Liên Minh dự kiến trong năm 2019 này sẽ tài trợ cho 200 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Và mỗi một trường hợp như vậy là sẽ tài trợ 10 hũ. Vì 10 hũ là Liên Minh tính được cái giai đoạn khoảng 10 hũ là có thể là giải quyết được cái 80-90% cái bệnh ung thư của người đó rồi. Cho nên là nhờ mọi người share giúp nha. Rồi có kết quả sẽ rồi, sẽ cho Lê mọi Quỳnh người ơi, nhất định là sẽ khoe cái hồ sơ bệnh án khi mà mình tái khám lại nha. Lai Huỳnh cũng là trong cũng đang bán đây. Cảm ơn cho Mỹ Dung, Duyên Lê,
Đó các bạn, đây là cái tư liệu rất là quý để mà mình, thứ nhất là để mình thuyết phục những người bệnh nha. Thường thường những người bệnh á là đã chữa trị rất là nhiều cách rồi, cho nên là bây giờ người ta nghe thêm một cách nữa người ta cũng ngán dữ lắm. Cho nên là mình có cái để mà mình giúp cho họ có cái niềm tin, chứ không phải là mình để cố mình bán được hàng hay như thế nào. Đúng vậy. Rất là nhiều khách hàng, rất là nhiều người bị bệnh nhưng mà đã chữa trị rất là nhiều thứ rồi, không đạt kết quả, cho nên người ta cũng lúc đó là người ta cũng chán nản rồi. Thời gian mà năm 2015 á các bạn, khi mà Huệ chưa có biết tới sản phẩm á, thì nói chung á là Huệ cũng uống các cái thảo dược nè, rồi uống các cái loại thuốc nam để mọi người nhân gian người ta hay bài đó, cũng uống như vậy đó, nhưng mà sao mà nó cũng không có tác dụng gì hết trơn á. Với lại thuốc tây thì uống thì bác sĩ cũng có nói là khi mà uống thì mình uống để cho nó khống chế cái khối u đó nó phát triển, nhưng mà khi nào mà nó to thì bác sĩ sẽ mổ, chứ nó không có loại thuốc nào mà uống để tan hết trơn á. Nhưng mà hôm nay uống này phải nói gặp lại bác sĩ gặp lại bác sĩ nói bác ơi, sĩ ơi, con nó tìm được bí quyết đi. Chắc hôm nay chắc tới vài tái khám Huệ phải lên chảnh tự với bác sĩ quá à. Làm cho người ta lo. Lúc đó nghe bác sĩ nói rồi về hoang mang lắm, lo dữ lắm, ăn ngủ không yên luôn các bạn. Gầu lo dữ lắm, nói trời ơi. Tại vì gần nhà cũng có một cô bị ung thư vú, rồi sau đó điều trị rồi cắt luôn bộ phận đó luôn ấy các bạn. Nhưng mà sợ lắm, là phụ nữ mà. Đúng rồi, phụ nữ mấy cái đó. Với lại các bạn, khi mà bắt bạn uống á, uống sáp rong á, cái da của các bạn á sẽ giống như là nó đủ nước vậy đó. Cái da của bạn á nó sẽ trở nên nó mịn, bớt khô. Ừ, nó sẽ mịn hơn đó. Nhất là những người mà lớn tuổi uống xong thấy da vậy người ta hồng hào, người ta căng lên chứ người ta trẻ ra. còn một điều đặc biệt nữa nha. Nếu các bạn dùng sáp rong thường xuyên, có lẽ nếu mà bạn cơ địa của bạn tốt á, thì khoảng hơn một tháng bạn sẽ giảm xuống, giảm cân được đó. Giảm cân không chưa có thử nghiệm được, nhưng mà sau một số khi mà nghe chị giới thiệu các bạn đã sử dụng đó, các bạn kia cũng chia sẻ, là tại các bạn không có ở đây cho nên mình thay mặt bạn chia sẻ luôn. Các bạn giảm cân được đó bạn. Giảm bằng eo. Còn một cái tế nhị nữa thôi, nói luôn cho rồi đi. Nói chuyện này thì kỳ quá. Có sao đâu trời ơi, kệ. Đó là giúp được người khác mà. Nói luôn đi em. Thì cái chuyện này là hơi tế nhĩ chút xíu. Nãy bị quên tát em vô gắn thẻ em. Hồi trước á, lúc mà mình sinh con á, cái mình hay bị khô lắm, khô ở vùng đó đó. Xong rồi sau thời gian này á, mình sử dụng á, mình cảm thấy là nó phục hồi rất là nhiều các bạn. Nó không có còn bị khô, đau rát gì cả. Rồi nói chung là cải thiện được rất là nhiều. Vấn đề hơi tế nhị, nhưng mà thật ra mà nói là các chị em phụ nữ mình chia sẻ thẳng thắn mà hơi tế nhị chút xíu. Thì mình cũng có một bạn khách hàng nói là cái tình trạng là vẫn đang còn rất là trẻ, nhưng mà vợ chồng thì lâu lắm mới gần nhau được lần, mà mỗi lần như vậy là bạn cắn răng và bạn khóc luôn á. Tại vì đau rát khô hạn đó. Thì sau khi mà bạn uống cải thiện nội tiết tố nữ, sau khi mà bạn uống sa rong thì cái đó là được cải thiện. Mừng quá chừng mừng. Cả chồng cả vợ đều mừng. Đúng rồi chị Trang. Đúng rồi đó Huế Vi ơi. Tăng ham muốn. Trời ơi Huế Vi, Huế Vi người ta đang nói tế nhị mà ở đây thẳng thừng quá. Lâm Hồng Diễm. Diễm là cũng một bạn trong hệ thống của mình, đang ở bên Đài Loan nè. Sa rong rất là tuyệt vời cho nên là đi khắp các nước luôn á.
Duyên Lê. Đúng rồi, Duyên Lê ơi. Serum rồi thì bệnh nhân cho nên là chị là muốn đưa cái này tới nhiều người biết hơn. Thứ nhất là để cho mọi người có lòng tin dùng, và chị biết là cái bệnh ung thư là nó kinh khủng lắm. Nó đau nhất mà cậu của mình ngày mai là 25 hả? Tối mai Liên Minh sẽ bay ra Hà Nội để gặp cậu của mình. Cậu của mình là người đã phát hiện ra ung thư phổi. Ung thư phổi ha. Bác sĩ chỉ cho biết là bị ung thư phổi, cho những người nhà biết là ung thư phổi thôi. Nhưng mà bác sĩ lại giấu một cái là ở trên đầu cậu có một cái khối u ở não to bằng lòng bàn tay. Mà bác sĩ, xin chào Lâm Hồng Diễm. Bác sĩ không có nói, tại vì bác sĩ là người nhà của mợ mình. Thì bây giờ tới giai đoạn bây giờ là cậu bình phục, cậu khỏe khoắn, thì bác sĩ mới xì ra là trên đầu á có khối u như vậy, và bây giờ nó teo lại còn bằng cái hạt đậu thôi à. Rồi phổi của cậu thì rất là ổn. Nhưng mà bác sĩ là trưởng khoa bệnh viện cho nên là bác không có kêu người nhà không cần phải lấy cái hồ sơ làm gì. Vì mình có nhờ người nhà để chụp cái bộ hồ sơ lại. Nhưng mà bác sĩ là trưởng khoa người nhà mà, cho nên bác sĩ giữ hết hồ sơ luôn. Kêu gia đình cứ yên tâm, sức khỏe của cậu bây giờ rất là tốt. Phổi đã ổn định, khối u thì bây giờ nó giảm còn từ lòng bàn tay mà còn có bằng hạt đậu thôi là thấy tuyệt vời lắm rồi. Còn cậu da dẻ là hồng hào, rồi ăn được, ngủ được, làm việc được, giống cậu kêu giống như là thanh niên vậy đó. Còn những người khác mà cùng vô hóa chất giống cậu ha, là da dẻ xám xịt, ăn uống không có được. Trước đây vì cậu có cái khối u ở não cho nên là cậu kêu là đầu cứ đau nhất, giống như là có ai đó đập vào đầu, lấy búa đập đầu á. Bây giờ cậu không hề bị nữa. Cho nên là sản phẩm này rất là tuyệt vời, cho nên là các bạn chia sẻ ha. Chị lấy sắp tới sản phẩm là mình đưa lên. À đúng rồi, để chị lấy. Đây các bạn, đây là sản phẩm mà mình sử dụng đây. Lúc đầu thì tại vì lý do là lúc đầu mình cũng chưa tin sản phẩm này lắm, cho nên mình chỉ lấy có 1 gram thôi. Mà sau khi mà uống được gần 3 tuần rồi á, thì lúc đó mình mới cảm nhận được cái sản phẩm của mình nó hiệu quả như thế nào. Thật sự khi mà con người ta thì mà nghe tới ung thư là ai cũng hoang mang hết trơn á. Có người nói chung là người ta sẽ suy sụp tinh thần, người ta sẽ không làm được gì đó. Nhưng mà qua hôm nay thì khi mà mình sử dụng rồi mình cảm thấy sản phẩm cực kỳ tốt, cho nên mình muốn chia sẻ đến mọi người. Nhân hôm nay mình lên lấy hàng sẵn đây, có dịp livestream thì mình sẽ ngồi lên đây để livestream hộ chị là sản phẩm của chị bên Tây Á. Saffron bên Tây Á là cực kỳ tốt các bạn. Thì uống, nói chung là mình uống, mình không bệnh thì mình ngừa bệnh. Mình uống để cho cơ thể của mình nó khỏe, nó đào tiết ra ngoài hoặc các cái chất độc tố ra ngoài. Khi mà bạn uống cái sản phẩm này bạn đi tiểu rất là nhiều nha. Lý do là nó đào thải độc tố ra bên ngoài đó. Cho nên chị em nào mà nằm trong hoàn cảnh giống như mình thì mình nên khuyên dùng sản phẩm Saffron đi để hỗ trợ điều trị các cái nội tiết tố, rồi điều trị ngăn ngừa ung thư, rồi tiểu đường huyết áp, tiểu đường mỡ gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, mắt nhiễm mỡ, rồi thêm thứ lắm. Thêm cái thời gian gần đây các cái cô chú bác mà độ tuổi trung niên á hay mất nhiều huyết áp. Hôm nay mẹ của mình vừa mới mất khoảng hơn 2 tháng là lý do là cũng vì đột quỵ, huyết áp tăng đột ngột cho nên đã qua đời là 2 tháng trước rồi. Khi đó mình chưa có biết tới sản phẩm này, thật sự cũng rất là hơi đáng tiếc. Thì thông qua cái sản phẩm này á, mình hy vọng là các bạn sẽ share thật là nhiều để cho nhiều người biết tới để sử dụng. Mình không đơn thuần là để bán sản phẩm nha các bạn, mình bán cái phương pháp trị khỏi bệnh cho các bạn, chứ không đơn thuần là bán hàng. Bán bằng tất cả cái tâm của mình, không đơn thuần là bán hàng nha các bạn.
Đúng rồi. Hay quá. Sau cái buổi live stream này nhờ các bạn share giùm nha. Share giùm cho mọi người biết đến cái sản phẩm này và tin dùng. Bùi Thị Mai Hương ơi, bà Hương lâu lắm không gặp. Bây giờ mới xem hả? Lát nữa xem lại từ đầu nha Hương. Trời, anh Thành nữa nè. Rồi chị ra chị sẽ có Thế Vi, chị sẽ không biết là có gặp được bác sĩ hay không. Ra ngoài Hà Nội gặp cậu, không biết có gặp được bác sĩ hay không, nhưng mà sẽ ra đó và đem thêm một số sản phẩm nữa để có gì, tại vì ở đó bệnh nhân ung thư rất là nhiều. Coi ai có hoàn cảnh khó khăn thì mình cũng sẽ tài trợ luôn. Em chào chị Kim Dung. Chào Đồng Đen. Đồng Đen là cũng mới gia nhập hệ thống của Liên Minh. Quyến chào, chào Ngọc Quyến. Rồi đó, các bạn là coi từ đầu tới giờ thì cũng đã nắm được tình hình ha. Thật sự là Sarum rất là tuyệt vời. Những ai mà đặt niềm tin vào sản phẩm và được có duyên sử dụng sản phẩm, đó là một điều rất là tuyệt vời, rất là mọi người rất là có phước để biết được tới cái sản phẩm này. Đó thì Liên Minh hy vọng là những bạn đã trong đội nhóm thì các anh chị em cứ tự tin mạnh dạn ha. Đừng có nghĩ là mình đang bán hàng nha. Đừng nghĩ mình đang bán hàng cho nên là ai từ chối cái là mình buồn. Không có gì cả, tại vì người ta chưa tin thôi. Giống mình như cứ... mình lúc đầu vậy, mình cũng đâu có tin được sản phẩm này đâu. Nhưng mà lúc đó bệnh thì phải chữa, nhưng mà thuốc tây thì uống nóng quá, cho nên muốn tìm một cái loại thảo dược để uống cho nó cân bằng nội tiết tố trở lại, nóng quá chịu không nổi. Chị nghĩ là được làm sao cho bớt nóng thôi hả? Bớt nóng đâu có nghĩ là nó tan được mấy cái khối u đó. Lúc đầu sau khi mà nghe chị nói cũng chưa có tin lắm, nhưng mà sau khi mà dùng á, tại vì mình nó còn một phương pháp duy nhất mình cũng phải thử nữa. Chi ơi, Đồng Đen ơi, em không cần sợ làm gì đâu em. Em cứ nói bạn tin mình bạn uống đi. Không hết thì trả tiền lại cho. Bù đền bù cho. U não là cậu chị đây, cậu chị bị cái u khối u trên não bằng lòng bàn tay luôn. Bây giờ uống từ tháng 12 tới giờ, bây giờ chắc là không mấy lâu nay chưa cập nhật tình hình thì chắc là coi chừng nó cũng tan hết luôn rồi. Để ngày mai chị bay ra đó chị gặp cậu. Cho nên là kêu bạn uống đi. Nó nói bạn là không được cái này thì cũng được cái khác. Cái này nó rất là giàu dưỡng chất, giống như là nó bổ sung chất dinh dưỡng cho mình á. Cho nên là mình này mình uống bình thường hàng ngày mình uống vẫn được các bạn. Mình không phải là đợi bệnh mới uống, mà mình uống để ngăn ngừa các cái loại ung thư, rồi cải thiện nội tiết tố, rồi tăng cường sức đề kháng. Tăng cường sức đề kháng. Rồi thêm cái nữa là nó điều hòa huyết áp của các bạn. Nó có rất là nhiều công dụng. Uống này thì khỏi sợ là bị đột quỵ nha, ung thư đột quỵ gì hết. Nếu mà mình chưa có, còn có thì nó sẽ cải thiện, nó dần dần nó sẽ làm đẩy lùi cái bệnh tật của mình ra. Cái rồi. Này nó còn có tác dụng là nhanh chóng làm lành vết thương đó nha các bạn. Khi mà mình uống lại vết thương của mình, khi mà nó đứt tay vết gì rất là mau lành. Cái này có nghe đây nói gì? Nhưng mà chưa có cải thiện, chưa có đây, đây. Đây, các bạn thấy không, cái tay của mình đây. Thì ngày xưa khi mà cái tay của mình bị đứt là ít nhất là khoảng 2 tuần nó mới lành á các bạn. Nó cứ, tại vì thịt da của mình là loại độc độc. Cho nên khi mà lúc đó mình uống, cũng trong thời gian đó mình uống là lý do là này do nấu ăn không cẩn thận cho nên bị bị bà quả bà chăm chúng. khi mà mình uống thấy nó ủa sao mà vết thương của mình đợt này sao mà nó lành lẹ quá, nhanh lành quá ha. Nó mau lành hơn so với thời gian trước là mỗi lần mình bị đứt tay gì là gầu thối ruột luôn các bạn. Nó lâu lành á, khi mà mặc áo đầm quấy gì hết trơn á, mình phải mặc áo dài tay đồ che khuyết điểm dữ lắm. Nhưng mà sau khi mà mình uống á, mình cũng không có biết là sản phẩm này nó cũng có tác dụng làm lành vết thương đâu. Nhưng mà sau đó mình vô tình mình đọc, tại vì mình cũng lười á, mình chỉ đọc ôi ngăn ngừa ung thư là thấy là mừng rồi.
chỉ đọc tới đó rồi là không có xiên để đọc tiếp nữa, rồi sau đó mình mới ngồi buồn buồn mình mới lấy mình ra mình coi từ đầu tới cuối là nó có, nó thật ra là nó có tác dụng là làm lành vết thương. Thì lúc đó mình mới biết là đúng là vết thương của mình là cũng do một phần này, sản phẩm này nhờ không, sản phẩm này hỗ trợ. Duyên Lê là đỡ đau khớp hả em? Đúng rồi, cái này là về xương khớp rất là nhạy nha, rất là nhạy luôn á, nhất là cái gì ta, thoát vị đĩa đệm, thoát vị đĩa đệm là nhanh lắm. Rồi thôi các bạn mà chưa kịp xem từ đầu hay có gì nếu mà rảnh thì quay lại xem ha. Thì hôm nay rất là cảm ơn vị khách mời của mình cũng đem lại nhiều thông tin bổ ích cho mọi người đúng không ạ? À? Các bạn nhớ chia sẻ và like cho thật nhiều vào để cho mọi người cùng thấy, để biết tới sản phẩm nha các bạn. Các giờ cũng gần 3 giờ chiều rồi, mình cũng phải sắp xếp để đi về cho Vinh ra đón xe về. Để đi ra đón xe về. Hôm nay lên chỉ vì một cái hộp nhỏ như thế này thôi. Mà phải lên lặn lội tên tới từ Trà Vinh lên. Rồi thôi bye bye mọi người nha, tạm biệt. Yeah. Chào nha. Rồi xin chào mọi người. Yeah.